Và thế là chúng ta đã chuẩn bị kết thúc tháng 3 chất đầy những siêu phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm hay là phế phẩm, đi từ game indie đến game AAA. Mọi thứ xảy ra đến như một giấc mơ khi đầu tháng mình còn đang dở dang bị bón hành ở thời Tam Quốc trong Wulong Fallen Dynasty. Giữa tháng thì cầm Sorcerer đi săn tìm mẹ quỷ Lilith ở thánh địa Sanctuary. Rồi đến cuối tháng thì sống lại thời tuổi thơ với phiên bản của tựa game huyền thoại Resident Evil 4. Và cuối cùng là cứu thế giới xanh với Terranin. Đã vậy lại còn động trúng mùa Spring Steam Sale nữa chứ. Thú thật thì tháng 3 này mình vô cùng mãn nhãn. Tuy nhiên cũng vô cùng mãn tính với căn bệnh viêm màng ví cấp độ cuối sau khi chi hơn 750 đô cho game chỉ riêng tháng này. Tháng 3 cũng là một tháng mà chúng ta có những sự kiện đáng chú ý như là Rocksteady đã quyết định đóng cửa tắt đèn rework lại Suicide Squad sau khi nhận cơn mưa chỉ trích sau màn công chiếu gameplay Justice League. Hay như việc thỏa thuận giữa Activision Blizzard và Microsoft đang trên đà hoàn tất sau khi các tổ chức chính phủ các nước đã thông qua thương vụ tỷ đô này sau khi hoàn tất việc lấy đánh giá của người dân và các bên liên quan về thị phần, thị yếu giữa PlayStation và Xbox. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc khi phải đến cuối tháng 4 này, chúng ta mới được biết thêm về quyết định cuối cùng của tòa án tối cao về thương vụ này của gã khổng lồ Xbox. Thôi thì tóm tắt sự kiện thế là đủ rồi, hãy cùng mình chào đón sự kiện chính của ngày hôm nay nào. Chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ nhìn vào mục danh sách game ra mắt tháng 4 này và kiểu, well, damn, chẳng có cái mẹ gì cả. But that's where you wrong. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Chuyện làng game của Game Lab. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu những tựa game ra mắt vào tháng 4 này nhé. Như thường lệ, chúng mình cũng có một chút lưu ý nho nhỏ rằng tất cả các tựa game được chúng mình kể sau đây sẽ được chỉnh theo thời gian ra mắt tại Việt Nam. Nếu các bạn cảm thấy hơi lẫn lộn với ngày ra mắt được các nhà phát hành thông báo thì hãy để ý một chút với chúng mình nhé. Hãy cùng mở đầu tháng 4 với Meet Your Maker, một tựa game community made level nơi bạn sẽ được trải nghiệm các map được những người chơi khác lập nên để gây khó dễ cho bạn, để gặp chính kẻ làm nên map đó dưới danh nghĩa là trùm cuối. Để nói thật thì MYM là một tựa game sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự phát triển của cộng đồng game. Đây là một tựa game mà bạn có thể ngầm tưởng tượng sự kết hợp của Mario Maker 2 phiên bản 3D và có cho mình tính chất của một con game adventure vậy. Vậy nên, đây sẽ là một con game đánh cược rất nhiều vào cộng đồng để tạo ra content trong game của mình. Theo mình thấy thì nó không phải là một ý hay, và mình tin chắc chắn rằng nhà phát triển MYM cũng biết đến điều đó, nên đã cho em ấy trở thành game free cho anh em sở hữu trên PlayStation Plus trải nghiệm ngay từ ngày đầu ra mắt. Đây đã từng là một bước đi rất thành công của tựa game như là Fall Guys và Rocket League khi mới ra mắt. Game sẽ có mặt trên các hệ thống PC, PS4, PS5, Xbox Series XS anh em nhé. Curse of the Sea Rats là một tựa game platformer lấy bối cảnh thời cướp biển hào hùng dưới danh nghĩa của những chú chuột thành tinh, được lấy cảm hứng rất nhiều cho những bộ phim xưa cũ của nhà Disney. Điều đặc biệt ở đây là game được vẽ hoàn toàn bằng tay và game cũng cho phép bạn co-op 4 người trong game, với những chú chuột có cho mình kỹ năng đặc trưng chờ bạn khám phá. Cá nhân mình sợ chuột nhưng vẫn cố gắng đem game lên cho anh em biết thì anh em phải hiểu là mình đã cố gắng thế nào rồi ha. Còn chờ gì nữa mà không cho mình xin một like và một subscribe cho kênh Game Lab chúng mình, tiếp tục phát triển nhỉ. À mà game sẽ có mặt trên mọi nền tảng nhé mọi người. Batora Lost Haven, một tựa game isometric 3D ARPG mà mình nghĩ chắc chắn sẽ có anh em để ý đến bởi hệ thống hành động trong game vô cùng cuốn hút người chơi và cũng có cho mình hệ thống Choice Matter chờ anh em khám phá. Thực ra, game đã ra được một khoảng thời gian khá lâu trên các nền tảng khác rồi, còn lại mỗi chiếc Switch thôi. Nên nếu anh em nào muốn trải nghiệm nó trên các nền tảng khác thì cũng vẫn ok nha. Nếu bạn không thích tông màu sáng của Batora thì cũng đừng vội, vì mình cũng có Raven's Watch, một tựa game isometric roguelike ARPG mang cho mình một thế giới tối màu hơn nhiều. Phù hợp cho anh em nào đang chờ ngày ra mắt của Hades 2 khi game được phát triển từ bàn tay tinh tế của Curse of the Dead Gods. Nếu bạn đã trải nghiệm Curse of the Dead Gods thì mình chắc rằng bạn cũng sẽ chết mê về Raven's Watch bởi sự tương đồng ở lối chơi, nhưng giờ đây có thể chơi được với bạn bè mình cùng với vài thay đổi lớn nhỏ khác. Game sẽ được cho ra mắt trên PC anh em nhé. Sẽ ra sao nếu một thám tử lừng danh như Sherlock Holmes sống trong một thế giới Lovecraftian và sử dụng tài thám tử của mình cho việc đó? Câu trả lời sẽ nằm trong Sherlock Holmes The Awakened, khi thám tử bậc thầy thế giới này đi tìm tung tích về những bí ẩn, sự mất tích xoay quanh một tà giáo cuồng tín, hết mình với vị thần tối thượng của Cthulhu. Bạn có chắc mình đủ can đảm để bước tiếp và giải mã bí ẩn ấy không? Nếu có thì hãy hóng game trên tất cả các nền tảng chơi game anh em nhé! Vào ngày 13 tháng 4, tựa game Ghostwire Tokyo của Tango Games Works chính thức có mặt trên nhà của gã khổng lồ xanh Xbox sau khi độc quyền console PlayStation trong một khoảng thời gian khá dài kể từ ngày ra mắt. Ngoài sự ra mắt chính thức trên Xbox thì Ghostwire Tokyo
nay còn có cho mình thêm rất nhiều tính năng và update đi kèm với sự ra mắt trở lại này của game. Tuy ghi nhận về những đánh giá vô cùng lẫn lộn, nhưng nếu xét về phía cạnh style riêng biệt so với các tựa game nói về những truyền thuyết của Nhật Bản, thì mình thấy game đã làm rất tốt rồi. Gameplay cũng vậy. Tuy nhiên, điều khiến game không ghi điểm trong mắt nhiều người chơi là mechanic trong game quá tối giản, các bộ kỹ năng không hỗ trợ cho nhau, khiến cho việc của bạn chỉ là spam nút là có thật. Nếu bạn muốn có một tựa game giải trí không não nhưng mang âm hưởng thiên hướng kinh dị và tâm linh hiện đại, thì đừng ngần ngại thử ngay Ghostwire Tokyo nhé. Game đã có mặt trên PS5, PC và sắp tới thôi là Xbox Series XS. Chẳng biết tháng 4 này thế nào, kia mà nó lại luôn xuất hiện những tựa game cùng thể loại và ra mắt vào cùng một ngày, lại còn cùng chung một nền tảng nữa chứ. Hunt in the Night, Beyond the Long Night, Voldos là những tựa game hành động lấy bối cảnh Dark Fantasy, nơi bạn là một nhân vật chính đang trên đường bảo vệ, sinh tồn và khám phá những điều bí ẩn riêng biệt trong từng game của mình. Wow, original ideas. Anyway, mấy đứa này sẽ có trên PC only thôi mọi người nha. Mega Man Battle Network Legacy Collection là một collection gồm 10 tựa game tactical RPG về anh chàng Mega Man tuổi thơ của biết bao người, trong đó có cả mình. Đây là một phiên bản khá xa lạ so với lối chơi run and gun của anh X hồi xưa, nhưng nhìn ra thì nó cũng chiều phê đấy. Nếu bạn là một fan cuồng của thể loại tactical như mình thì đừng bỏ qua con game này nhé. Game sẽ có mặt trên PC, PS4, PS5, Switch anh em nha. Suffer the Night là một tựa game survival horror có một chút gì đó độc đáo mà mình từng thấy trong những tựa game kinh dị slasher cổ điển mà mình nghĩ rằng sẽ là một làn gió mới cho anh em trải nghiệm đồ chơi của những người thích chơi đồ cổ đấy. Vì là game kinh dị nên nói tiếp thì chắc là mình spoil đi nội dung mất. Anh em nào hứng thú với thể loại này thì game sẽ có mặt trên PC nhé. Ôi, cuối cùng, con hàng chiến thuật Minecraft này cuối cùng cũng sắp được ra mắt rồi. Kể từ khi gameplay đầu tiên của Minecraft Legends ra mắt, mình đã cực kỳ hóng màn kết hợp giữa thể loại RTS, hệ thống hành quân của Mount & Blade và các tố chất của Minecraft sẽ như thế nào. Nếu Mojang có thể loại bỏ yếu tố thất bại của Minecraft Dungeon khi trước là cho ra mắt quá ít content trong game để trở thành một Dead on Arrival, thì mình tin rằng Minecraft Legends sẽ đi rất xa đấy. Không những thế, Minecraft Legends hoàn toàn có thể trở thành bộ môn thể thao điện tử khi tính năng multiplayer của game đã hoàn thành. Nhưng duy nhất còn sót lại đó chính là một hệ thống rank và một sự kiện có giải thưởng lớn thì Easy Game sẽ trở thành một cú hit cực mạnh. Game sẽ có mặt trên tất cả các nền tảng anh em nhé. Bạn còn nhớ tựa game Boom Speed đã làm mưa làm gió vào đầu thế kỷ 21 của bao thế hệ trẻ 9X2000 Internet không? Nếu có thì mình xin giới thiệu tới các bạn Disney Speedstorm, một tựa game mang âm hưởng của nhà Super Mario Kart và sự kết nối free-to-play của nhà Boom Speed cùng những pha crossover trong vũ trụ của họ nhà chuột có thể khiến ai mê đắm hứng thú với thể loại game Battle Racer này nên thử nghiệm coi sao nhé. Dù sao thì em nó cũng miễn phí trên tất cả các nền tảng mà, ngại gì mà không thử tí cho biết nhỉ? The Mage Seeker A League of Legends Story là một tựa game ARPG với một thể loại riêng biệt mang tên Riot Forge Game, tức là con game cốt truyện của nhà Riot làm ra. Đây là tựa game tiếp theo được lấy bối cảnh trong thế giới của trò chơi đình đám League of Legends của nhà Riot theo chân kẻ vượt ngục Sylas tại thành trì Demacia. Đối với mình mà nói thì đây là cách có 102 của Riot Games để cho người chơi tương tác và sống lại các sự kiện quan trọng theo dệt nên vũ trụ của Liên minh huyền thoại. Tương tự sau thành công của Ruined King, game sẽ được phát hành trên tất cả các nền tảng game hiện nay cho anh em trải nghiệm nhé. Sau màn ra mắt không hợp thời nhưng vẫn có thể lôi kéo về cho mình một lượng fan ruột nhất định, thì giờ đây Horizon Forbidden West đã chuẩn bị cho ra mắt phiên bản DLC đầu tiên của mình, nói về hành trình của Aloy đến vùng đất Los Angeles nhiệm màu để tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho cuộc phiêu lưu của mình ở nơi đất khách quê người này dưới cái tên Burning Shore. Cá nhân mình đến thời điểm hiện nay vẫn còn đang vô cùng lật đật khi chưa thể dành thời gian cho Horizon Forbidden West, nên không dám đề cập gì quá nhiều đến phiên bản DLC mở rộng cốt truyện này của Aloy. Vậy nên mình xin phép được rẽ hướng sang game khác nha. À mà game sẽ được phát hành độc quyền trên máy PS5 anh em nhé. Hơi Captain Obvious một tí nhưng thôi, đổi màn nào. Stray Blade là một tựa game indie thể loại game soul, nhưng màu mè và dễ chịu hơn các tông màu mà From Software thường dùng, nhưng lại mang đến một biến chuyển mới lạ cho những ai muốn trải nghiệm một con game soul mới mẻ trong lúc chờ Elden Ring DLC ra mắt. Game sẽ có trên các nền tảng PC, PS5, Xbox Series XS nha anh em. Cuối cùng, kể từ sau màn ra mắt của mình tại E3 2014, thì nay tựa game tưởng như đã chết lại trồi dậy và chứng minh với tất cả chúng ta rằng chưa có ngủ. Giờ hãy xem sự quay lại của ta đây. Nếu các bạn không biết, tựa game đã trải qua biết bao thăng trầm khi phải liên tục đổi chủ và nhà phát triển kể từ thông báo ra mắt game cho đến khi Deep Silver tiếp tục dự án này. À mà để anh em không bị nhầm lẫn thì Dead Island 2 sẽ lấy bối cảnh ở Hollywood, Los Angeles.
nơi mà không phải hòn đảo mà là đất liền anh em nhé. Cái này phải che nhà phát triển vì không nhập tâm cho đúng với cái tên game. Anh em có thể cast phiếu Reboot đến nhà phát triển ở trên Epic Game Store, PS4, PS5, Xbox Series XS. Advanced War, một series tactical RPG lấy bối cảnh chiến tranh làm mưa làm gió cùng nhà Nintendo, đã chính thức đến hẹn ra mắt sau một khoảng thời gian delay vì Covid. Phiên bản Reboot 1 và 2 này chắc chắn sẽ là miếng bánh béo bở cho anh em fan thể loại game chiến thuật như mình, ngồi giải ngố vào buổi trưa hoặc tối sau những giờ làm việc mệt mỏi trên chiếc Switch yêu dấu. Có chờ gì mà không thử nhỉ? Nếu anh em thích thể loại game Metroidvania được vẽ 100% bằng tay và anime thì After Image chắc chắn là miếng bánh béo bở để anh em trải nghiệm. Không những được vẽ trên style Animu, game còn có cho mình một hệ thống hack and slash vô cùng đã mắt và sướng tay cho anh em trải nghiệm nhé. Game sẽ có mặt trên tất cả nền tảng hiện nay cho anh em hóng. Cũng trong topic hack and slash thì Stray Light sẽ là một tựa game mà anh em có thể để ý tới khi game cũng trang bị cho mình một hệ thống 3D, lối chơi đi ải và đánh boss to cao đen hôi. Hay là không thì tùy nó. Không những thế, game cũng sẽ xuất hiện trên tất cả nền tảng game hiện nay nhé. Đến ngày 28, để chuẩn bị cho một siêu phẩm ra mắt vào ngày 29 tháng 4, thì chúng ta có The Last Case of Benedict Fox, một tựa game puzzle phiêu lưu 2.5D hack and slash Metroidvania lấy bối cảnh Lovecraftian vô cùng mãn nhãn. The Last Case of Benedict Fox đã được giới thiệu rất nhiều thông qua các sự kiện của riêng mình, và cá nhân mình thì chưa từng thấy tựa game nào được Xbox nâng đỡ từ đầu năm đến nay flop lòi cán cả. Vậy nên anh em hãy chờ đón em nó trên PC, Xbox Series XS nhé. Cuối cùng, siêu phẩm đáng mong chờ nhất tháng 4 là Star Wars Jedi Survivor cũng đã chốt hạ ngày ra mắt của mình là 29 tháng 4. Một siêu phẩm game show trên nền nhạc Star Wars của nhà Respawn này chưa làm mình thất vọng chút nào khi cảm giác cầm chiếc lightsaber từ phiên bản đi trước là Jedi Fallen Order vẫn còn đọng lại một sự khác bọt so với các dòng game Star Wars đi trước bởi cách làm game có 102 của riêng Respawn Entertainment. Với một nhà phát triển dày dặn kinh nghiệm như Respawn và sự thoải mái không dí deadline của EA cho siêu phẩm này, thì mình tin chắc rằng Jedi Survivor sẽ là tựa game đáng chơi nhất trong tháng này, tương tự như Diablo 4 và Resident Evil 4 Remake trong tháng 3 vừa qua. Anh em hãy hóng cùng mình tựa game này trên PC, PS5, Xbox Series XS nhé! Cùng ngày này thì tựa game Monster Hunter Rise cùng với DLC Sunbreak sẽ chính thức phát hành trên hệ máy của hai ông lớn nhà PlayStation và Xbox sau khi đơn phương độc mã trên chiếc Switch rồi đến PC. Chứ không cần phải nói, các bạn cũng biết series Monster Hunter nổi tiếng thế nào rồi phải không? Sau màn ra mắt trên hai nền tảng của PS và Xbox này, thì game sẽ được chính thức có mặt trên tất cả các nền tảng game hiện nay luôn rồi nha anh em. Không cần phải chọn lựa nữa đâu. Tron Identity là một tựa game lấy bối cảnh của trò chơi và thế giới ảo khiến cho bao người chết mê chết mệt khi có một bộ phim vô cùng thành công trong cách xây dựng thế giới Tron Legacy của nhà chuột Disney. Và trong Tron Identity, bạn sẽ vào vai một nhà thám tử và khám phá bí ẩn cũng như có thêm cái nhìn mới về thế giới của Tron. Vì là một tựa game visual novel nên Tron Identity sẽ có mặt trên PC và Switch nhé. Star Trek Resurgence là một tựa game lấy cho mình bối cảnh trong franchise sci-fi cùng tên làm mưa làm gió không biết bao nhiêu bạn trẻ ở Mỹ. Đây sẽ là một tựa game phiêu lưu theo dệt một câu chuyện chưa từng có trước đây khi đem đến cho người chơi một khung cảnh hai nền văn minh ngoài hành tinh đang trên đà chiến tranh, và bạn sẽ là mấu chốt cho việc ngăn chặn và làm rõ các tình tiết trong game để cuộc chiến tranh đấy không xảy ra. Hay là thế, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái ngày hẹn game ra mắt của em nó vẫn còn rất mông lung, chưa biết đâu mà lần. Chỉ biết rằng nó sẽ xuất hiện trên PC, PS4, PS5, Xbox Series XS thôi nha. Một entry mới của dòng game Cook Serve Delicious, một tựa game indie nấu ăn fast-paced, chắc chắn sẽ khiến người chơi phải đổ mồ hôi hột khi chơi vì sự nhanh của nó. Rất phù hợp để cho anh em chơi cùng bạn bè và gây khó dễ cho nhau. Game sẽ có mặt trên nền tảng game PC, tuy nhiên thì anh em có thể chơi được trên tay cầm và 4 người chơi lận nha. Đến đây là video hết rồi đó. Anh em hóng tựa game nào nhất trong tháng 4 này? Liệu trong danh sách này có tựa game nào đã khiến anh em phải xuống tiền pre-order hay chưa? Hãy cùng chúng mình bàn luận ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe cho Game Lab. Cảm ơn các bạn đã nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!